Hôm nay Ni có 600g khoai mỡ, Ni sẽ đem đi hấp 30 phút để làm bánh khoai mỡ chiên nha. Sau khi đã hấp chín khoai, mình sẽ đem đi nghiền nhuyễn. Nghiền càng mịn, bánh sẽ càng ngon nha mọi người. Mình nghiền như thế này là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho 20 muỗng canh bột năng vào. Tiếp là 6 muỗng canh bột nếp, 6 muỗng canh đường và 6 muỗng canh sữa đặc. Trộn đều tất cả hỗn hợp mình vừa bỏ vào. Cho thêm vài giọt vani nữa và một cái trứng gà. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nhồi cho đến khi nào bột không còn dính tay nữa thì thôi nha. Sau khi bột mình nhồi đã không còn dính tay nữa, mình sẽ đem ủ khoảng 30 phút nha. Ok, bây giờ mình sẽ phủ một ít bột năng và bắt tay vào nắn bột thành những hình dạng yêu thích nha. Ở đây mình nắn hình que dài cho nó đơn giản. Mọi người có thấy bàn tay bé bé xinh xinh của ai không? Giỏi lắm, mẹ làm việc gì cũng giúp mẹ hết á. Có nhiều bạn thích nắn hình tròn cũng dễ thương lắm á mọi người. Nhưng mà ở đây mình nắn như thế này cho nó tiện nè. Bây giờ bắt đầu đi chiên thôi. Mình sẽ chiên vàng đều với lửa vừa thôi nha mọi người. Bánh này rất là mau chín cho nên mọi người phải đứng canh nha. Sau khi bánh vàng đều như thế này thì mình sẽ gấp ra và để vào giấy thấm dầu nha mọi người. Bánh của mình ở ngoài giòn, ở trong dẻo là đạt đó mọi người. Chúc mọi người thành công nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye.